Thưa quý vị, vài năm trở lại đây, khi thế giới đang dần tiến vào kỷ nguyên Internet of Things, kết nối mọi vật qua Internet, nhà thông minh trở thành một xu hướng công nghệ tất yếu, thậm chí đang trở thành tiêu chuẩn của nhà ở hiện đại. Cùng với mức tăng trưởng mạnh của thị trường, nhà thông minh đang dần trở thành một lĩnh vực hấp dẫn, không chỉ với các công ty công nghệ, mà còn với các doanh nghiệp, nhà đầu tư bất động sản. Tập đoàn Sunshine Group đã nắm được thị phần phân phối nhà thông minh khá lớn với nhiều phân khúc khách hàng tại Việt Nam. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên một chiếc điện thoại thông minh như thế này, người dùng có thể điều khiển từ xa, mọi lúc, mọi nơi các thiết bị điện tử, điện máy trong gia đình như thiết bị đèn chiếu sáng, TV, tủ lạnh, điều hòa. Với các tính năng như bật, tắt, hẹn giờ, setup sẵn kịch bản hoặc điều khiển bằng giọng nói qua loa thông minh. Kiến trúc sư Nguyễn Triều Dương đã có dịp trải nghiệm căn hộ thông minh của tập đoàn Sunshine Group. Anh cho biết mình có rất nhiều ấn tượng với phong cách thiết kế cũng như những tiện ích thông minh mà căn hộ này mang lại. Khi mà bước vào căn hộ thì mình thấy là thứ nhất là cái nội thất thiết kế rất là hiện đại. Và ở đây thì có lẽ là các kiến trúc sư cũng đã mix nhiều cái vật liệu với nhau. Ví dụ như ở đây có cả đá, có cả giả bê tông, có cả da, có cả nỉ, có cả vải. Và phong cách thì rất hiện đại, đơn giản, nó phù hợp với nhiều lứa tuổi có thể sinh sống, hoặc là thậm chí một gia đình có 2 đến 3 thế hệ cũng rất là phù hợp. Và đặc biệt nổi trội là tôi cảm nhận được là cái công nghệ Smart Home đã đưa vào trong căn nhà. Và đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Nó làm giảm được cái công sức của các cái thành viên trong gia đình. Ở đây thì từ các cái hệ thống an ninh, hệ thống về công nghệ thông tin, ví dụ như nhận thư hoặc là những cái góp ý đối với tòa nhà, hoặc là ví dụ như là rèm thông minh này, nước thông minh, mình có thể đang ở văn phòng làm việc nhưng mình có thể hoàn toàn điều khiển cái ngôi nhà của mình theo ý của mình mà chỉ cần qua một cái app cài trên cái điện thoại, và cái cách sử dụng rất là đơn giản. Trong những năm qua, Sunshine Group đã thành công trong việc xây dựng một vị thế vững chắc ở thị trường nhà thông minh trong nước, với nhiều đại lý được phân bố rộng khắp 63 tỉnh thành, sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ lắp đặt nhanh chóng các sản phẩm nhà thông minh. Ngoài việc thi công, thiết kế nhà thông minh, tập đoàn Sunshine còn ra mắt sàn thương mại điện tử Sunshine Mall, thu hút lượng lớn khách hàng. Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm của những nhãn hàng nổi tiếng như Samsung, DeLonghi, A.O. Smith, thì sàn thương mại điện tử này còn là nơi cung cấp các sản phẩm giải pháp nhà thông minh mà tập đoàn Sunshine tập trung đầu tư phát triển. Để cung cấp đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường về nhà smart home thì phía Sunshine đã có đầu tư sản xuất từ viết cả app điện thoại để hỗ trợ làm cho cái nhà thông minh từ những cái đơn vị, từ những cái thiết bị nhỏ nhất, cho như là ví dụ như là cái công tắc rèm cửa, các cái app điều khiển, và cao cấp hơn thì có thể là điều kiểm tra các cái thiết bị điện nước, cũng như là kết nối với cả các cái thiết bị đầu cuối của các cái thương hiệu lớn, ví dụ như là Samsung, để có thể là kết nối và cùng điều khiển, để làm cho cái khách hàng khi mà người ta mua nhà và sử dụng cái thiết bị của Sunshine thì có được cái trải nghiệm là tốt nhất, là hiện đại nhất. Đây là một sự khác biệt rất lớn cho cái nhà thông minh thông thường của các trên cùng phân khúc. Và chúng tôi phải lập riêng một cái sàn là sàn Sunshine Mall để chuyên cung cấp các thiết bị cũng như là các cái sản phẩm thông minh đến với cả cộng đồng những người đã mua nhà của Sunshine cũng như là các cộng đồng bên ngoài. Được coi là đơn vị tiên phong đưa công nghệ 4.0 vào thị trường bất động sản, Sunshine Group luôn sáng tạo để đưa ra các giải pháp cuộc sống thông minh, tiên phong trong việc triển khai hệ sinh thái Smart Living, mang đến cho cư dân một cuộc sống đẳng cấp, thời thượng theo phong cách hiện đại. Đó cũng chính là lý do giải thích vì sao những dự án bất động sản với căn hộ thông minh của Sunshine Group chiếm được lòng tin của hầu hết các phân khúc khách hàng hiện nay ở Việt Nam.